Ta đến rồi, ngươi về đi. Sư thúc, mấy ngày nay con tu luyện cảm giác sắp đột phá rồi, nhưng cuối cùng vẫn công cốc. Sư thúc có thể chỉ giáo cho con vài điều không? Nếu vậy thì vào đi. Đa tạ sư thúc. Chỗ này, thử dùng linh lực dẫn lên xem. Ngoài khí chân nguyên của đan điền ra thì sư thúc đúng là không có chút linh lực nào. Lúc nãy vào phòng thăm dò cũng không có thứ gì đáng ngờ như công cụ gây án. Chẳng lẽ lại là trùng hợp sao? Đừng phân tâm, tập trung suy nghĩ. Vâng. Đôi sư thúc sư chất này quả nhiên có vấn đề. Trai đơn gái chiếc nửa đêm ở chung một phòng, đúng là dâm loạn tột cùng. Bách Lý Diêm Khính, lần này ngươi khiến ta trở thành trò cười của các tông môn. Ta cũng phải bắt ngươi trả giá đất. Mùi này. Diêm Khính. Sắp mất ý thức rồi. Chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng thu lại chức năng này. Hệ thống đã bị cưỡng chế đóng lại, số lần cưỡng chế đóng hệ thống thế giới này còn lại một lần. Sư thúc không có tu vi, đã trúng kế rồi, phải khiến nàng ấy khôi phục thần trí trước đã. Hãy giúp ta. Sư thúc, như vậy chỉ càng ngày càng nóng thôi. Trước đây luôn là sư thúc dạy dỗ đệ tử. Ngươi. Giờ đến lượt sư chất dạy sư thúc những thứ khác rồi.